Ngoài ra thì trong class chúng ta có thể sử dụng tới một cái từ khóa đó là extend để chúng ta tạo ra một cái subclass. Mình ví dụ như thế này, giả sử như một quyển sách thì các cái thuộc tính, các cái trường cố định của nó sẽ là gồm có name và gồm có year. Tức là chúng ta khai báo ra một quyển sách thì chúng ta phải có tên của quyển sách và năm sản xuất của cái quyển sách đó. Rồi mình ví dụ mình có nhiều cái thể loại quyển sách khác nhau thì mình sẽ có thêm một cái trường nữa cần phải tạo ra, đó là một cái type. Rồi ví dụ mình tạo ra một cái quyển sách về chuyện vui thì mình sẽ truyền cái type là funny. Mình tạo ra một cái quyển sách về khoa học, mình tạo ra một cái quyển sách về lịch sử vân vân. Thì cứ mỗi lần một cái quyển sách thì chúng ta phải gọi tới một cái, tạo ra một cái class là books và chúng ta truyền vào cái type. À, lúc này mình không muốn tạo ra từng cái class là book như vậy, mà mình sẽ sử dụng tới extend để mình kế thừa tới một cái class là book. Bên trong đó mình sẽ tạo ra nhiều cái class con của book và mỗi cái class con nó sẽ có những cái trường, những cái thuộc tính riêng biệt và nó đều sẽ mang cái tên và cái năm của cái class là book này. Rồi mình ví dụ như thế này cho các bạn dễ hiểu. Giả sử như bây giờ mình có một cái quyển sách đó là chuyện vui, cũng có name và cũng có year, thì mình sẽ tạo ra một cái class mới ở bên dưới đi. Rồi lúc này mình sẽ đặt cho nó là book funny. Rồi bên trong cái book funny thì để có được cái trường đó là name và year thì bắt buộc chúng ta phải kế thừa lại, chúng ta phải cho nó là một cái thằng con của cái class là book. Thì để kế thừa được thì chúng ta sẽ sử dụng tới một cái từ khóa đó là extend nè. Đó, rồi tiếp tục các bạn truyền tên của cái class mà chúng ta muốn kế thừa. Sau khi mà chúng ta kế thừa xong thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái trường, một cái thuộc tính riêng cho cái books funny bằng cách là chúng ta cứ khởi tạo, khai báo các cái thuộc tính như bình thường thôi. Mình có một cái thể loại đi, string. Rồi, string sẽ là type. Tiếp tục chúng ta sẽ có một cái hàm khởi tạo. Đó, nó cũng tương tự như là cái class book thôi, nhưng mà chúng ta sử dụng tới từ khóa extend để chúng ta kế thừa lại cái name và cái year. Thì kế thừa cái chỗ nào thì bây giờ tiếp tục mình sẽ khởi tạo ra cái book funny nè. Rồi bên trong cái book funny này thì chúng ta sẽ có name, đúng không? Chúng ta cần có một quyển sách, mà một quyển sách vui thì chúng ta cũng có tên, rồi chúng ta cũng có year của quyển sách. Ở đây thì mình sẽ khai báo cho nó là kiểu của nó luôn, string là name. Rồi tiếp tục integer là year. Và tiếp tục chúng ta sẽ có cái thể loại của cái quyển sách này. Thì chúng ta có thể truyền cũng được, không cần truyền cũng được. Khi mà chúng ta khởi tạo ra books funny bằng cách là chúng ta sử dụng dấu ngoặc nhọn nè. Rồi tiếp tục truyền vào this.type và khởi tạo giá trị ban đầu. Mình sẽ đặt cho nó là chuyện vui đi. Rồi cái thể loại khi mà chúng ta tạo ra một cái book funny đó là chuyện vui. Thì các bạn thấy lúc này mình cần truyền vào tên của cái quyển sách và năm sinh của cái quyển sách, nhưng chúng ta chưa khởi tạo thuộc tính ban đầu mà chúng ta chỉ mới kế thừa từ cái book. Thì lúc này các bạn sẽ sử dụng tới một cái từ khóa đó là super. Thì cái từ khóa super này á, nó được sử dụng trong một cái subclass để chúng ta có thể tham chiếu tới cái super class của nó. Mình ví dụ luôn, chúng ta có truyền là name, có truyền là year, thì bây giờ chúng ta muốn gắn vào bên trong cái name và cái year này thì chúng ta sẽ sử dụng đó là 2.super đó. Rồi tiếp tục truyền cái giá trị gì, name chính là bằng cái giá trị chúng ta vừa truyền vào, name chính là giá trị name chúng ta truyền vào, và year cũng tương tự chính là giá trị year. Bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo ra thử một cái đối tượng là book funny, xem là chúng ta có thể tạo ra được một cái quyển sách như bình thường hay không. Rồi save lại, tiếp tục quay trở lại với tập tin là main.dash. Thì các bạn thấy đối với một quyển sách không có thể loại thì chúng ta cứ tạo đó là gọi tới class là book. Nhưng bây giờ mình tạo ra một quyển sách, ví dụ quyển sách của bạn đi, mình sẽ đặt là your books. Rồi quyển sách của bạn thì mình sẽ cho nó thuộc cái thể loại đó là chuyện vui, thì mình sẽ gọi tới đó là books funny. Rồi bây giờ mình truyền cái name, name của mình sẽ là thỏ và rùa, tức là một quyển truyện đúng không? Tiếp tục cái năm sản xuất của quyển sách sẽ là 2020, và bây giờ mình không cần truyền cái thể loại của nó luôn, và mình sẽ in ra thử cái quyển sách của bạn xem là chúng ta có lấy ra được cái name hay không, bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng your books chấm tới name như bình thường thôi để coi nó có phải là một cái quyển sách bình thường hay không. Save lại, refresh thì các bạn thấy mình cũng lấy ra được tên của cái quyển sách. Rồi tiếp tục bây giờ mình lấy ra cái năm sinh của nó thử đi. Mình lấy ra cái năm sản xuất bằng cách là chấm tới year. Rồi lấy ra được là 2020. Rồi mình chấm tới type thì xem là mình có lấy ra được hay không. Và cũng tương tự như vậy là chúng ta cũng lấy ra được cái type của nó chính là chuyện vui. Đấy, như vậy thì các bạn thấy khi mà chúng ta tạo ra một cái quyển sách là book funny thì chúng ta chỉ cần truyền tên và truyền cái năm nó như bình thường thì chúng ta hoàn toàn có thể in ra được cái thể loại của nó. Rồi tiếp tục quay trở lại. Lúc này thì các bạn xem chúng ta có thể gọi được tới các cái hàm của class cha của nó hay không. Thì bây giờ mình sẽ cũng tạo ra một cái phương thức khai báo luôn. Mình sẽ khai báo ra một cái phương thức bên dưới luôn ở trong cái box funny. Rồi show hello box funny hello đi. Bây giờ mình sẽ đặt nó là show book
Funny Hello và xin chào class Book Funny. Đó, rồi sale lại, chúng ta sẽ gọi tới cái show Book Hello này. Do Books chấm tới show Book Hello. Rồi, do Books chấm tới show Book Funny Hello. Sale lại. Rồi các bạn thấy mình in ra được đó là xin chào class Book Funny. Như vậy thì bây giờ mình muốn gọi được tới cái show Book Hello có được hay không? Thì lúc này các bạn chỉ cần là chúng ta truyền cái show Book Hello xuống. Rồi, tiếp tục sale lại xem là chúng ta có gọi được tới hay không. Refresh thì chúng ta vẫn in ra được nè. Xin chào class Book và xin chào class Book Funny. Như vậy thì ở trong một cái class con thì chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta gọi được tới các cái phương thức của class cha của nó.